mặt như thế này, anh thấy rằng là nó rất là vô giá. Bởi vì thành tích của chúng ta đều là thấp tổng của anh hay rồi. Rồi đấy, sang năm những năm tiếp có thể không được như thế này nữa, không thể đi đi. Thế nhưng mà tôi không sao cả nữa. Còn sức khỏe thì anh em mình còn đi gặp nhau, anh hãy mong là như thế. Vì nhân hôm nay anh em mình gặp nhau thì cho phép anh xin gửi tới tất cả các em và lại gia đình các em chúc sức khỏe luôn luôn bình an hạnh phúc. Nhớ lại lúc trẻ thì cách đây đã 46 năm rồi phải không ạ? Người cao tuổi nhất chắc lúc như anh Cung mà vào học lúc bấy giờ đi bộ đội về chắc thì chỉ 30 chứ mấy. Thì đến bây giờ là bác ấy đã 76 rồi mà. Thì lúc đấy thì tôi nghĩ rằng là đấy, cái lúc trẻ như thế chúng ta chưa quên chúng tôi, nhưng đến bây giờ thì đã già mất rồi. Và cái tình cảm sâu sắc nhất mà tôi thấy rằng là trong ban nên là tổ chức được, tức là cái khóa của chúng ta là rất nhiều lớp, 5-6 lớp vào bạn. Thế nhưng mà đến hiện nay là cái số người đi dự tuy rằng cũng không đông, nhưng mà có những ông bà tận Kiên Giang, tận Cần Thơ bay ra ngoài này, rất nhiều khó khăn, tuổi già rồi đi lại cũng rất sợ nhưng vẫn phải tự đi. Hay là những chị Hoan là ở tận Điện Biên Phủ đi ô tô cả đêm để về dự hội nước. Tôi nói thế, cảm tưởng cũng như là chúc tất cả ngôi nhà chung của chúng ta K25 luôn luôn là phát triển, luôn luôn là gặp mặt được hàng năm. Mà cũng có một lời thế này nữa này, qua cái tổ chức buổi hôm nay và các lần trước thì tôi không được dự, tôi nghĩ rằng tổ chức được như thế này là trong ban tổ chức, ban liên lạc là tôi rất kính nể, kính nể cái chỗ này. Thứ nhất đầy nhiệt tình, thứ hai là đầy trách nhiệm, thứ ba là không quản ngại hy sinh về thời gian mới tổ chức được những buổi như thế này. Theo quản trí của tôi là thế này. Thế chính là tôi muốn là thôi, chúng bạn nên là ban tổ chức luôn luôn khỏe mạnh để duy trì được tất cả những đường lớp của chúng ta và ai khỏe càng ngày càng đông vui hơn. Đó là thứ hai nữa là cũng như chính này khi chúc sức khỏe và hôm các bạn và toàn thể gia đình luôn luôn mạnh khỏe hạnh phúc thành công và nhiều may mắn. Biết và xã thì cũng chuẩn bị rất là tấp nập cũng cho các cái buổi gặp mặt đấy, nhưng mà tôi để đi vắng. Thế năm nay đi tham gia thì rất là vui.
gặp nhau được, dĩ nhiên là không được đông đủ được tất cả, nhưng mà với cái số lượng mọi người mà của chúng ta ở đây thì tôi nghĩ là cũng rất là vui và cũng như thế là cũng rất thành công. Thế mà mong rằng thì các cái năm tiếp theo chúng ta sẽ duy trì và để gặp nhau được nhiều hơn và được vui hơn. Và tất cả những anh chị em nào mà hiện nay là đang mới có đi một mình thì theo tôi là từ sáng năm là đi là đều có đôi. Trước khi cho tôi xin gửi lời chúc sức khỏe tới tất cả mọi người thành viên trong hội của hai nhau, các cựu sinh viên của chúng ta về họp mặt ở đây, một lời chúc sức khỏe và thành công. Khóa cài làm tại hôm nay là chúng ta tổ chức buổi gặp mặt lần thứ 6 của khóa học cài làm trường trung học Tân Hòa, và tôi đã theo tham dự được 3 kỳ liên tiếp sau này, nhất là từ kỳ đầu tiên đã đến tham dự đã để lại những cảm xúc ấn tượng rất sâu lắng trong tôi, rất hào hứng để trông đợi đến ngày để được tham dự. Và hôm nay đã diễn ra cuộc gặp lần thứ 6 và tôi có cảm tưởng để nói là tình cảm chúng ta càng ngày càng gắn bó, cái khu tổ chức càng ngày càng có cái đem lại cái tình cảm càng sâu lắng trong chúng ta. Tôi rất phấn khởi, rất hạnh phúc, là cũng như anh Thọ nói đấy, trẻ ta tình mà hay rằng là cái bạn cũng rồi thanh xuân chúng ta ai có lo mưu sinh cuộc sống nên cái tình sống với tinh thần rất quan trọng nhất là chúng ta phải gặp bạn bè thời đại tình mới mấy năm. Đấy, thì hôm nay cũng được chuẩn bị kết thúc cái buổi gặp mặt rồi, cũng được ban liên lạc có cái dự kiến năm sau tổ chức tại Cần Thơ. Tôi là Cần Thơ thì cũng rất vinh dự được ra đón tiếp các anh chị em và bạn và khóa này từ ngoài vùng miền. Và sẽ đảm nhiệm cái công việc tiền trạm tổ chức công chuẩn bị sẽ hết sức để cho chú đáo, tôi sẽ cam kết cái vấn đề đó. Và sau đây cuối cùng tôi cũng xin chúc tất cả các anh chị chúng ta về chia tay về đây thì mọi người luôn luôn có cuộc sống hạnh phúc mạnh khỏe để sang năm chúng ta tiếp tục gặp mặt. Buổi sinh hoạt trong ngôi nhà chung tôi rất vui và cảm động, lâu ngày không được gặp các anh chị. Nhìn anh chị nào cái tuổi tác của mình lớn rồi cũng thấy nó khác, nhưng trong trên khuôn mặt vẫn tràn đầy nhiệt huyết và tình cảm gia đình ấm áp của hội khóa mình. Thì cũng chỉ mong muốn là bản thân cũng rất là muốn được đi thường xuyên, để cũng nhân cái buổi hôm nay thì về thì chắc nhiều người hỏi lắm và kính tôi cũng hay kể chuyện, thì chắc anh các chị trong đó không tin tưởng quá rất nhiều, mình sẽ dơ cái lập ảnh ra để mình nói chị này anh kia hoặc là kiện để chúng tôi gặp mặt nhau và còn có hình kỷ niệm để sau này về già thì anh và chị nói là để mình làm kỷ niệm sau và cũng nhắc nhở cho con cháu biết mẹ đã sinh hoạt như thế, học tập như thế và tham gia như thế. Thì hôm nay xin phép được hát hai bài, kệ đi hai bài liền đi. Bài thứ nhất là ca ngợi ngành của mình. Hello. Rất vui vẻ. Mình rất là tên là Hoan. Hiện tại oh.
trôi qua. Dù sương gió tuyệt rơi, dù vẫn ngôi sao giữa trời, trái tim với tiếng ta, chúng ta dồn chân lên đường xa. Mặt trời hồng đứng vách núi mình đời.
đàn bê chắc. Con chim thì ta hót vui và cả cánh rừng. Vui chân ta cùng xuống trà. Bơm chắc bay quanh bên những rừng mơ. Bay bằng cả cánh rừng. Vui chân ta cùng xuống trà. Bơm chắc bay quanh bên những rừng mơ. Xuống trà với anh. Chàng trai hồ đồ ghê. Trong lực em ái là như qua tiên là vi. Mặt trời lần sau vánh núi trở về chiều đã băng. Chia tay lòng vẫn vấn thương chưa kịp nói năng gì. Hẹn ngày chờ sau tới nhé hai dòng rừng mới. Trên con đường mòn núi cao bóng nàng xa mờ. Trên con đường mòn núi cao chẳng xa mờ. Lời cảm ơn thay mặt ban tổ chức hội khóa lần thứ 6 tại Tam Đảo, xin cảm ơn các vị khách quý, các anh các chị của ngôi nhà chung đã về dự buổi gặp mặt này. Cảm ơn mọi người đã không quản ngại đường xá xa xôi, dành nhiều công sức và thời gian cho buổi gặp mặt. Xin chúc các vị khách quý, các anh các chị có nhiều niềm vui, sức khỏe và luôn đồng hành cùng ngôi nhà chung. Chúc các vị khách quý, các anh các chị thượng lộ bình an và hẹn gặp lại hội khóa lần thứ 7 tại thành phố Cần Thơ xinh đẹp, diễn ra từ ngày 15 đến 20 tháng 5 2024. Xin cảm ơn. Phạm Văn Ngọc.